Đây các bác nhé, hôm nay thì em Hương sẽ lên video review chi tiết nhất về chiếc xe i30 một chủ tư nhân sử dụng từ mới và biển thủ đô Hà Nội này. Chiếc xe i30 được sản xuất vào năm 2009, bản nhập Hàn nguyên chiếc, số tự động. Động cơ trang bị là 1.6 này. Và giá chào bán của em Lê Hương đang chào bán với giá là 308 triệu cho chiếc xe i30 2009 nhé. Đây là bản CMW hay còn gọi là bản full kịch của xe nhé. Nước sơn màu xanh đá này, các bác nhìn nước sơn zin bóng luôn. Sơn zin sáng bóng luôn ạ. Và phía trước của xe được trang bị cho em là có đèn bi xăn lông này. Quanh đèn bi xăn lông là hai cái dải đèn led ôm tròn vào đèn bi xăn lông rất là sáng luôn. Đèn halogen kết hợp đèn bi nhé. Và phía dưới có đèn gầm cũng là đèn sợi đốt halogen đấy ạ. Bác nhìn cho em nhé, khớp nối này rất là khít luôn. Nước sơn màu xanh đẹp bản full kịch luôn. Đầy đủ cam nùi, cam hành trình, cửa sổ trời, xi nhan trên gương đầy đủ rồi. Hệ thống phanh ABS chống bó cứng có cũng có đầy đủ cho em luôn ạ. Na răng thể thao hợp kim phanh ABS nốp nắp rất là đẹp luôn. Đây các bác nhìn này, gầm bệ lúc nào em cũng quay, em cũng sẽ quay rất là chi tiết luôn. Xi nhan tích hợp trên gương. Bác nào đang quan tâm về mẫu xe i30 số tự động đẹp, kết nối qua Zalo cho em 0354602790. Em Lê Hương sẽ hỗ trợ và tư vấn cho các bác nhà mình. i30 thì sẽ có hai cánh trước có phím mở một trạm thông minh hay còn gọi là nút mở một trạm đấy ạ. 4 quả loa to bản trang bị 4 cánh cửa này, hỗ trợ thêm hai loa chép nhỏ để âm thanh được đi đều hơn, nghe hay hơn ạ. Phần táp ni các bác nhìn này, táp ni nó thiết kế là những cái vân hoa như thế này nhá, không sợ bóng hay là mòn đâu ạ. Móc khóa sáng choang, chỉnh gương kính bằng điện, auto tự động cho em. Bệ tì tay chống mỏi hay phần táp ni này đều là bằng da cao cấp. Phần trên thiết kế thông hơi thoáng khí, phần dưới là da cao cấp mềm. Và điều đặc biệt muốn kể cho các bác nhà mình là em này là keo chỉ zin, cột kèo nguyên zin, một chủ tư nhân, nội thất ghế da zin. Ghế da zin nó sẽ làm cho ảnh hưởng cho chiếc xe của mình nên giá trị rất là nhiều luôn ạ. Từng con ốc không hề có dấu hiệu của vặn mở luôn nhá. Thông số sticker của nhà sản xuất còn nguyên ạ. Phía dưới bác chủ cũng độ thêm cái đèn ở khu vực dưới chân phanh, các bác nhìn là nhìn rất là sáng luôn. Số tự động đẹp đây ạ. Bác nào đang quan tâm về chiếc xe này thì không thể bỏ qua đâu. Vô lăng tích hợp các phím bấm an toàn này. Order chuẩn đây 14 vạn 950. Lên màn hình ZTEC rồi, điều hòa auto bản full kịch sẽ là điều hòa này, cửa sổ trời đầy đủ cho em. Cảnh báo này, sấy sưởi kính đầy đủ cho em, lấy gió này. Màn hình cả Android cảm ứng nhé. Và có sấy sưởi ghế hai ghế trước. Tức là một chồng xe tập Hàn nhập Hàn thì sẽ có sấy sưởi ghế này làm mát ghế cho các bác nhà mình, làm ấm ghế này. Củ số phanh tay sắc nét còn được bọc thêm một cái áo da rất là đẹp luôn, củ số rích rắc luôn nhé các bác nhé. Táp lô có túi khí an toàn, vô lăng có túi khí an toàn. Đây là bộ để điều khiển cửa sổ lock cho em ạ, và đèn. Đèn đây nhá, các bác nhìn này, cửa sổ trời đầy đủ cho em. Đây cửa lock đây. Đây chính là cái lý do mà rất là nhiều khách hàng quan tâm về i30. Vì với cái tầm tiền 308 triệu các bác có thể sở hữu một chiếc xe nhập Hàn rộng rãi, số tự động này và có nhiều option nhá, nhiều option ạ. Và em rất là yêu thích chiếc xe này khi mà em nó vẫn còn ghế da zin này. Ghế da zin các bác sẽ biết ngay rằng chất lượng xe như thế nào đúng không ạ? Phía dưới là có trần, có thảm 6D. Có thảm 6D, phần trên là có thảm sợi rối này, rất là sạch sẽ và dễ vệ sinh. Và quan trọng nhất là gì? Vẫn là ốc máy các thứ không hề vặn mở này, cột kèo keo chỉ cánh cửa này. Móc khóa trẻ nhỏ thông minh vẫn còn giữ được nguyên bản ạ. Một dàn lốp dày, 4 bánh phanh là phanh ABS chống bó cứng cho em. i30 bản CMW, bản full kịch hay còn gọi là bản crown cao cấp đây nhá. Biển thủ đô Hà Nội 4 số một chủ từ mới. Phía sau xe trang bị cho em có hệ thống vạ cao, cảm biến va chạm là 4 mắt cảm biến va chạm. Khi các bác lùi xe nó sẽ hỗ trợ cho các bác nhé. Khoang hành lý thì em cũng sẽ mở luôn cho các bác xem. Đây, cái phần này nó được bác chủ cũ nót ở trên cái phần sảm này ạ. Thảm này, rất là nhiều thảm để thay phiên nhau. Khi các bác giặt rũ mà có mưa, có bẩn thì các bác có thể thay nhé, không cần phải bỏ trống ra đâu ạ. Dụng cụ tăng kích lốp này, lốp sau cua này. Ây ôi, này nó hơi nặng một chút nên em hơi khó này. Đây các bác nhìn này, dụng cụ tăng kích nốt này, sàn diếc này sáng choang luôn, xe một chủ nhá. Có đèn cốp là một dàn đèn led luôn, bác chủ cũ thao một dàn đèn led vào đây này. Và quay chi tiết máng nước hai bên cho các bác nhìn, ốc nhái không vặn mở luôn. Quay zoom cận cảnh này, hơi bẩn một chút vì xe vừa mới về, Hải Dương lại vừa mới có những cơn mưa to nên là sẽ ảnh hưởng một chút về bên ngoài ngoại thất, nhưng không sao ạ. Bẩn nó sẽ khác mà lỗi nó sẽ khác các bác nhé. Tất cả chỉ số gương kính đều là liền đời của xe, một chủ tư nhân sử dụng từ mới, các bác thấy không ạ? Đèn hậu phía sau thiết kế cực kỳ to bản luôn, rất là sáng luôn. Phanh ABS chống bó cứng này, xi nhan trên gương, lốp lắp dày. Những cái đường dập lổi bên ngoài thể hiện rằng xe không hề có dấu hiệu móc méo va chạm đúng không ạ? Tay nắm cửa sáng choang.
mở cửa ra nhẹ nhàng ngọt thỉu luôn, côn số ngọt ngào, số tự động đi về nhàn chân ga rồi. Cột kèo keo chỉ nguyên zin, phím mở một trạm thông minh hai cánh trước. Đây em quay chi tiết tất cả ốc nhái của cổ xe nhé, cho các bác nhà mình cùng tham khảo, cùng nhìn này, yên tâm hơn khi mà chốt xe bên em này. Cửa sổ trời cho chiếc xe nó cảm giác thanh niên hơn, năng động hơn đúng không ạ? Và đây ạ, màn hình cam hành trình có rồi, cam lùi cũng có luôn. Em này là bản full và bản nhập các bác nhé, bản full CMW full kịch luôn. Số tự động đẹp, xi nhan trên gương đầy đủ rồi, chỉ số gương kính, kính lái và tất cả đều là liền đời theo xe cho em. Vừa rồi thì em đã quay nội thất, ngoại thất, bây giờ em sẽ quay cho các bác nhà mình khoang động cơ máy móc của xe nhé. Một trong những cái bộ phận trung tâm của bộ lão khi xem xe, không thể bỏ qua đúng không ạ, không thể bỏ qua. Một chiếc xe thật sự quá là đẹp luôn, một chủ từ mới, máy số quá là chất luôn. Bản nhập Hàn và với cái tầm tiền trên 308 triệu một chút thôi là các bác rất dễ dàng có thể sở hữu một chiếc xe để phục vụ gia đình nhà mình, quá là ok luôn. Xe thì vừa mới về, đây là máy thì còn hơi nóng bên trong nội, trong máy thì còn hơi nóng một chút các bác này, phả luôn trực tiếp vào mặt của em, hơi nóng một chút thôi. Đây sẽ quay chi tiết luôn. Về bên trong hộp số, hộp máy của xe thì các bác thấy rằng i30 thiết kế khá là gọn gàng này. Hộp máy, bốn máy này. Ốc nha, em quay chi tiết là ốc cho các bác nhìn, thể hiện rằng xe quá là ok luôn. Đây ạ, lắp dàn cò này, không hề có dấu hiệu vặn mở này. Ốc chân máy này, cụm phanh ABS nằm gọn gàng này, các cái ống cổ hút này, này kể cả những cái ốc của ắc quy này, bình ắc quy đây, cầu trì các thứ còn ok luôn đúng không ạ, máng nước hai bên. Một dòng xe nhập Hàn số tự động giá rất là phải chăng, phù hợp với các bác nhà mình. Lắp cabo này, thảm chống nóng giảm nhiệt đời 2009 còn giữ nguyên bản. Thông số sticker, các cái bấm đinh tán này, cột kèo keo chỉ nguyên zin. Vừa rồi thì em Lê Hương đã quay một video khá là chi tiết đó không ạ. Khi mà đã gửi cho khách hàng nhà mình một video chi tiết để review về xe, em luôn ưu tiên là quay chi tiết nhất có thể để các bác nhà mình có thể nhìn được tổng thể, tổng thành của chiếc xe. Khi mà các bác có ở gần thì đến xem xe trực tiếp, ở xa thì có thể nhờ bên thứ ba hỗ trợ, bên xe lồng họ vận chuyển cho mình. Đây là em quay rất là chi tiết rồi. i30 đời 2009 với động cơ trang bị 1.6 số tự động bản nhập Hàn, giá chào bán là 308 triệu. Em Lê Hương còn bao hồ sơ, còn bất lọc cho các bác nhà mình, nên là nhanh tay kết nối qua Zalo cho em 0354602790 để được em Lê Hương tư vấn hỗ trợ nhé. Một chủ từ mới, biển thủ đô Hà Nội ạ. Xin chào và hẹn gặp lại.